Rồi, xin chào các bác. Thì hôm nay trong tay em có 4 cái tai nghe của Hamed King này. Hamed King này là chỗ của bác Trần Xuân Thiện ấy. Thì sau một buổi em nghe ấy, sau một buổi em ngồi từ sáng đến chiều em nghe ấy, thì em có phân loại ra đây. Con số 1 này, con số 2 này, con số 3, con số 4 ấy. Thì những con này em cũng chưa biết tên đâu, tại vì em cũng không tìm hiểu mà. Thì em đánh giá cái con màu màu vàng này này, màu cam này chứ. Màu cam này là con đem lại cho em một cái cảm nhận âm chất âm là tốt nhất về tất cả các giải luôn. Và cái con số 1 này là cái con mà kém nhất. Thì em cũng có so sánh tất cả những con này với con tai nghe Sony này, Sony NC31E của em này. Đó, con 31E của em này. Đây đây. Và em cũng có so sánh với con Quad Pro của em này. Đó. Thì cái con này, con số 1 này. Cái số 1 này thì nó là loại bình thường nhé, không có trở sáng kháng cao nhé. Nghĩa là khi cắm vào V30 của mình ấy thì nó chỉ có hiện là hai file thôi, nó không hiện lên 50 ohm nhé. Thì cái con này ấy, con này thì về chất âm ấy thì nó cũng khá là ngon. Nếu mà so sánh với cái tai S8 mà hồi xưa em nghe ấy, thì cái con này nó hơn đấy. Nó hơn khá nhiều đấy. Về hoàn thiện thì từ đây như các bác thấy đây, hoàn thiện thì các bác thấy này, chỗ này nó còn khá nhiều keo thừa của các bác cho hoàn thiện chưa có tốt cho lắm đó. Còn về những cái khác thì em thấy là rất là ok, lọc bụi này đó, và chất cái dây này này. Cái dây này thì chắc chắn là loại dây khá tốt đấy, mềm và chắc chắn là rất là khó đứt. Và cả cái rắc này, đây rắc chữ Y này, thì chỗ này được mạ vàng này, chả biết vàng gì nhưng mà em nghĩ là nó cũng khá tốt, không vấn đề gì. Nói chung về mặt hoàn thiện thì tất cả bốn con tai nghe này đều thuộc dạng khá và gần như hoàn thiện rồi đấy, em nghĩ là rất là tốt. Còn về chất âm ý, thì con này như vừa em đánh giá ấy, nó là cái con kém nhất trong 4 con này. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng là rất là khá trong cái tầm giá, em nghĩ là tầm giá từ 250.000 đến 600.000 ấy, thì nó cũng khá ngon rồi đấy. Đấy, và con này là con số 1 nhá. Đây, tiếp theo là con số 2. Con số 2 này ấy, thì là nó tương tự như con số 1 thôi. Tương tự như con số 1 này thôi, cấu tạo của hậu sinh nó y chang như con số 1. Nhưng mà con số 2 này thì là cái tai nghe trở kháng cao nhé. Có nghĩa là nó hình như là 64 ohm thì phải. Thì khi cắm vào V30 ấy, nó hiện được là 50 ohm. Đó. Thì con này ấy, cho chất âm nó khá hơn con số 1 kia một tí. Con số 2 này cho chất âm khá hơn con số 1 kia một tí. Và về mặt về chat ấy thì nó lại yếu hơn, à nó tốt hơn về mặt chat, nó đánh khỏe hơn con kia một tí. Nhưng mà về bass ấy thì con này này có vẻ yếu hơn con kia một tí thôi, tí tẹo thôi đó. Đây là về cái em đang đánh giá về cái bốn con này nhá. Bốn con này ấy, nếu như mà dùng cùng một cái cặp tiếp này, cặp tiếp số 1 này, nếu mà dùng cái cặp tiếp mặc định của dùng cái tip mà mặc định của cái tai nghe ấy. Đây. Các bác nhìn rõ chưa? Đây, nếu như mình mà dùng cái cặp tip của đi kèm với tai nghe ấy thì là nó sẽ cho các bác cái chất âm nó thực sự là không hay một tí nào luôn đấy. Đấy, đây là cái tip mà kèm theo cả bốn con tai nghe đều kèm theo cái tip dạng như này nhá. Thì chắc chắn nó không hay bằng luôn. Nó không cho cảm giác nó sẽ không rõ ràng và nó không hay một tí nào. Thì tiếp theo cái con thứ ba này,
Con thứ ba này là tên là gì thì em cũng không biết, nhưng mà nó có cấu tạo gần giống như con số 1 ấy. Cái dây của nó là giống con số 1 rồi này. Còn cái phần housing thì nó khác, khác hoàn toàn. Và cái con này khi mà cắm vào V30 ấy thì lúc thì nó cho thì lúc thì nó kích được cái DAC lên 50 ohm, còn lúc thì không. Nói chung là con này nó cái việc mà kích DAC thì nó chập chờn, lúc lúc được lúc không. Nhưng mà chắc chắn cái âm thanh của nó cho ra là hơn hẳn hai con kia. Cũng thể là vì cái housing này nó dày hơn, nó to hơn, nó cho ra những cái âm nó tốt hơn. Đó. Và đây. Con cuối cùng này đây. Con cuối cùng là con màu bạc, à con màu cam này. Thì con màu cam này ấy, nó cho âm thanh nói chung là gần như là khác biệt so với những con ba con còn lại. Đấy là vẫn đang nói là dùng cái típ gốc của nó nhá. Thì cái con màu cam này nó đã cho âm thanh khác biệt với ba con kia rồi. Đó. Và cái con này thì nó cũng được cấu tạo dây khác, và cái dây này rất là mềm và mình rất thích cái dây này. Và cả cái nút bấm này nữa. Cái nút bấm này thì cũng khác ba nút bấm của con kia, và mình thích cái nút bấm này hơn. Cái nút bấm của ba con kia nó đều như thế này cả. Nút bấm của ba con kia nó đều như thế này. Còn nút bấm của con số 4 này mình thích hơn nhiều, mình thích nó. Và đặc biệt là mình rất thích cái dây rất mềm. Và khi mà đeo vào tai ấy, mình gõ vào dây nó không không cho cái bị tiếng cộp cộp ở tai nghe nhé. Đây là điều cho các bác cũng biết. Và cái hoàn thiện của nó ấy thì cũng khá là tốt. Đây. Lọc âm này. Đây, cái hoàn thiện thì em nghĩ là bên Bắc Thiện đã làm cũng khá là tốt rồi. Tuy nhiên thì cũng có một số điểm em không thích về hoàn thiện là các bác vẫn còn để một số keo, nó hơi hơi nhỏ thôi. Nếu các bác nào tinh ý sẽ nhìn thấy nó thôi về phần keo ấy. Còn cái rắc, đặc biệt là em thích cái rắc chữ L này hơn, hơn là cái rắc chữ Y. Cái này nó khó đứt hơn. Và tất cả những con này đều có mic và cái rắc của nó đều 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 được mạ vàng khá ngon. Nhưng mà đặc biệt em phát hiện ra là chắc các bác cũng phát hiện ra, đó là nếu như mình dùng cái tip mà theo máy này này thì chắc chắn các bác sẽ mang lại được cái âm thanh bình thường thôi, và nó không truyền tải hết được cái âm thanh hay hay dở của tất cả các âm của các cái con tai nghe này. Thì em có đặt thêm hai cái tip của bác Thiện, và đây là cái tip cái màu trắng này là cái típ của con Sony này. Đấy, cái típ màu trắng này của con Sony này. Thì đây em cũng xếp theo thứ tự đây. Thì cái típ mà màu à cái típ theo máy ấy, theo theo tai nghe ấy thì nó sẽ cho cái chất lượng âm thanh dở nhất. Và đây. Và cái típ của con 31E này cho âm thanh tốt nhất. Đây. Còn cái típ này thì cái típ số 2 này ấy, chỉ hơn con tiếp theo máy theo theo tai nghe một tí thôi. Còn cái tip này này, cái tip số 3 này nó cho chất lượng âm thanh gần gần được bằng cái tip của con 31E này. Đấy, cho nên là các bạn khi mua tai nghe ấy, các bác nhớ là mua thêm những cái cặp tip. Vì sao? Vì mỗi người có một cái gu âm nhạc khác nhau, thì cái những cái cặp tip này ấy, khi các bác thay đổi nó sẽ cho ra cái hiệu ứng âm thanh nó khác. Ví dụ như em thích bát hơn một tí, em cho cái tip của con Sony đi vào, nói chung là nó đều nâng cái chất lượng âm thanh của bố con này lên rất là rõ rệt. Và đặc biệt là con này khi mà dùng với cái tip của Sony này ấy, cực 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 kỳ hay luôn. Và em có so sánh nó với cái con Code Pro này, thì con Code Pro này thì cũng không phải là hàng cao cấp gì cả, nó cũng trung bình thôi. Nhưng mà khi mà em lấy cái tip này cho vào con màu cam này thì nó cho chất lượng âm thanh nó phải nói là em nghĩ là nó hơn con này, hơn con Cốp Pro này. Con Cốp Pro này thì nó chỉ có cho ra được cái âm thanh là nó thoáng hơn, và mình cái cho mình cái cảm giác là đeo nó nghe âm thanh nó đỡ bị mỏi hơn thôi. Tại vì cơ bản là cái này nó
nó thoáng hơn là vì nó đeo ở ngoài tai. Còn cái con màu cam này nó nhét vào trong như đấy, mình nghe một lúc lâu lâu ấy thì nó sẽ gây cảm giác đau tai, nhưng mà bù lại nó cho cái tiếng bass ngon hơn con kia nhiều, tiếng bass nó chắc và nó khỏe hơn con kia nhiều đấy. Và cái tiếng mỗi tội cái là cái tiếng mid của con này, của cái tai nghe này ấy, nó không được thoáng bằng cái con cốt bộ đồ thôi, nhưng mà tiếng chét thì lại hơn, có nghĩa là cái con này sẽ hơn bass và chét. À ừ, đúng rồi, hơn bass và chét. Còn mid thì có vẻ hơi thua con cốt bộ đồ một tí, nhưng mà nếu mà thực sự nó theo cái gu thẩm mỹ của em ấy, gu âm nhạc của em ấy, thì em sẽ thích con này hơn, thích con này hơn là con cốt bộ đồ kia. Nhưng mà cơ bản là em cũng không thích đeo cái tai in-ear cho lắm, vì nó đeo một thời gian nó sẽ đau tai đó. Thế đấy, cuối cùng là em sẽ kết luận lại cho các bác là cái con màu cam này là cái con tốt nhất mà em nghe theo gu âm nhạc của em nghe. Và nếu mà so sánh với những cái con như kiểu là con B&O hoặc là con tai S8 ấy, thì em nghĩ là các bác đừng nên mua những mấy con đấy. Đấy là khuyên thật lòng, tại vì mấy con đấy em cũng nghe rồi, có thể là em nghe phải hàng giả thì em không biết, nhưng mà em nghe rồi, đấy là em sẽ đánh giá nó là mấy con S8 hoặc là con B&O sẽ không bằng, không bao giờ bằng được con này, thật sự là không bao giờ bằng được, ngay cả con dở nhất này nữa, ngay cả con dở nhất này thì cái bọn S8 với B&O cũng đã không bằng rồi. Đấy là cái sở thích âm nhạc của em nhé. Còn các bác thì các bác có nhiều bác rất là thích cái B&O là vì cái chất âm của nó cho cái mộc mạc và nó đơn giản, đó nghĩa là các bác thích cái chất âm của nó chi tiết thì nó kiểu kiểu như thế, nhưng mà đôi con đấy nó sẽ không bằng con này được đó. Thì ngay cả cái con này, ngay cả con Sony này nữa, con Sony này rất là thiên bát nhé, con này cũng thiên bát này. Và hồi đấy em mua con này là tầm, nếu mà lúc đấy mà không được khuyến mại thì nó là tầm 1 triệu đấy, nhưng mà cái con hình như cái con màu cam này của bác Thiện ấy chỉ có khoảng 500 hay 600 gì đấy thôi. Đấy thì hai cái con này, nguyên hai con này thôi đã thấy là âm thanh của cái con màu cam này hay hơn hẳn con này, hay hơn hẳn luôn đấy, kể cả các giải luôn. Bát con này đánh đánh tốt hơn nhiều, con này đánh bát của con này rất tối này, bát con này tối cực luôn, bát con này đánh chắc hơn và mạnh hơn nhiều, và các giải khác nó đều hơn con này. Nên là chắc chắn là con này em sẽ chắc là bỏ không nghe nữa, và có thể em sẽ lấy con này em nghe. Còn những con kia ấy, còn tất cả những con này em đều không biết tên, thì em có để cái số thứ tự của nó ấy, cho các bác biết là đó là con nào. Và các bác nếu muốn mua ấy, thì các bác lấy hình ảnh đấy để các bác hỏi bác lại bác Thiện xem đấy là con gì nhá. Còn riêng em đánh giá là con số 4 này là con ngon nhất rồi đó. Ok, nhưng mà và chốt lại cuối cùng nữa là các bác nên mua, các bác lên lấy kèm theo rất là nhiều loại tiếp, và đặc biệt là cái tiếp của Sony này, tiếp của Sony này. Đây đây cũng là tiếp của Sony này, như bác Thiện nói với em, đây là hai cái tiếp của Sony này, nhưng mà cái tiếp số 3 này, tiếp số 3 này đây, so sánh hai cái tiếp với nhau, hai cái tiếp với nhau thì đây, so sánh hai cái tiếp với nhau nhá, thì em thấy nó cũng tương đồng thôi, nó cũng khá khác nhiều điểm giống nhau, cái này màu trắng, cái này màu đen thôi đó. Nhưng mà cái tiếp màu trắng này của con Sony này cho cái chất âm thanh hay hơn con này, hay hơn cái tiếp này, và nó vượt trội hơn. Có thể là có những cái tiếp như kiểu tiếp bọt biển hoặc tiếp gì đấy nữa thì các bác cứ thử đi, chắc chắn cái tiếp này sẽ, nó đơn giản, nó nhỏ thế này thôi, nhưng mà nó sẽ mang lại cái trải nghiệm âm thanh khác hẳn cho các bác. Đã rồi, ok, cảm ơn các bác.